Tiền xài đúng là tiền hiền như Phật, bạc xài lầm là bạc ác hơn ma. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến bài thơ: bạc ác chi mi lắm rứa tiền, mi làm thiên hạ hóa ra điên, mi tô mặt nạ đen thành trắng, mi khiến nhân tình thẳng quá xiên, mi đạp luân thường vô một xóa, mi xua thế giới tranh nhau mãi, bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Nhưng mà thật sự cụ nói vậy, nhưng mà mình cứ nói hoài một câu tiền là bạc. Bạc là gì? Nó mỏng manh lắm. Vừa tơ tay mình là sang tay người khác. Người mình mới vừa bán cái nhà 400 ngàn, lời cũng được 50 ở trong đó. Lãnh một cái chén cái trong nhà băng mình 400 ngàn ngọn hơ vậy, cái thì sáng hôm sau chuyển qua trả hết cái mortgage kia. Hết. Tiền bạc. Máy thì móc, xe thì cộ, tàu thì bè. Cho nên không có cái gì nó tội. Cho nên có một chữ đừng, đừng bỏng sẻn khi có của.